Sáng mình đi ăn sáng cả nhà ơi. Đang ăn sáng ở lớp giò. Hello, chào cả nhà nha. Mới quậy xong cả nhà. Mấy nay mình lâu mua. Hello, chào cả nhà. Tối hai má ngủ ở ngoài này thì không có đủ chỗ cả nhà ơi. Chào bác Hai, chào bác Sáu, chào chị Hương. Chào con, chào cả nhà. Giờ mình ra đây ăn sáng cà phê xong rồi mình về chổng mình nấu cái món món gì nữa, khoái lấu quên hoài luôn á. Khoái lấu bò rồi bò nhúng giấm chơi lượng một vậy đó hả? Ừ, lá mướp có rồi, cá sặc có rồi, bánh xèo nữa nha. Bánh xèo đó hả? Ăn hết cho chị Giang đi, xài về cho anh Tôm. Mình đang ở quán Kiều Giang đó cả nhà, ở ngoài lớp giò. Thấy Yến chứ? Thấy Yến. Mà đây là sớm nhất rồi. Chú đang làm mì chứ? Nè, bữa nay tại lúa. Tại lúa thức trễ. Mày thức sớm lắm mà làm công chuyện nên thức trễ. Mình ăn hủ tiếu rất dạ thôi rồi giờ mình ăn. Mời cả nhà cùng ăn hủ tiếu à. Cả nhà hủ tiếu nè, cả nhà ơi, hủ tiếu Đồng Tháp nè. Nhớ vô quán này ăn là nhớ Liêm hào sữa quá đi. Con hào sữa ăn ở đây nè, nhớ không? Đây là bao nhiêu kỷ niệm Dương nữa. Yeah. Dương cũng ra đây đầu tiên là ăn đây nè, thành ra nhớ Hiếu hào sữa Liêm. Anh Liêm ơi, hủ tiếu. Rồi đầy đủ anh em hết. Đó, Hiếu Liêm với hào sữa nha. Alo, mời anh ăn hủ tiếu nha. Ủa, làm sao đâu? Cô Lê với cô Thanh, anh Hiếu luôn. Dạ. Hủ tiếu thì chỗ phụ. Liêm nữa. Anh Liêm nữa, anh Liêm ơi. Anh Bằng luôn, Quốc luôn. Anh ơi. Anh Bằng đang nhậu bả đó. Anh Bằng đang nhậu, mời cả nhà hủ tiếu. Má Hai mời hết tất cả các con nha, má Hai ăn hủ tiếu. Mời mấy anh, mấy chị. Mời cả nhà ăn hủ tiếu nha. Ăn xong mình uống cà phê nha. Mình uống ở đây luôn á, cà phê đây được. Uống đây hả? Uống đây luôn. Thì bây giờ đang đi chợ Sáu, đi chợ lớp giò. Đi chợ lớp giò hả má? Đi chợ đang mua củ hành tây nấu khoai lấu bò đó. Với màu đỏ gạch cơm. Về đi chợ cả nhà ơi. Đi về vô cái chòi. Vô chòi chơi hả? Mình đi chợ mua một số dụng cụ rồi giờ mình vô chòi chơi. Thôi giờ mình về giờ mình về cả nhà, về đi chợ. Xô đi bên nào? Hai lúa không? Rồi dừng dừng dừng. Lên lên. Từ 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 từ, xe còn không? Xe còn không? Quay quay quay. Được quá. Xô đi ra xô. Rồi qua bỏ đi. Uống qua đây. Dạ. Uống qua đây chứ cũng không hồi. Đây đủ chưa? Đi. Qua đây. Dư dư cái bảy chỗ nè. Dạ dạ dạ. Đây đây. Rồi, nghỉ giờ chợ cả nhà ơi. Rồi cảm ơn. Chợ lớp giò thẳng tiến, lớp giò thẳng tiến. Phi một hình luôn kìa. Rồi cho phát triển dữ lắm. Hậu trường á chị? Hậu trường lễ hội rồi đó. Mà mặt tiền á, còn ở trong á thì trong đồng á bà con cũng còn khó khăn lắm. À vậy hả? Nếu mà tính ra từ chợ lớp giò mà đi vô nhà em là bao nhiêu cây số? 7 cây đi. 7 cây.
lâu lâu gặp sư cố. Dạ. Ở đây đi. Tại vì trong kia có biển cấm, mà biển cấm mình không có vô được. Đi luôn đi con, đi chơi đi. Đi xe để đây hả? Để đây, để xe nó xe luôn. Đây. Giờ dắt xe xuống bên ngoài. Sao đúng không? Đấy chưa? Con đứng đây nha. Đây. Đứng ngoài đây nha. Đi chợ thời gian là đi đi biểu diễn thời trang. Dạ qua chợ đi nha. Mình đến chợ Lấp Giò cả nhà. Thấy hai má đi Định Thứ hay ghê không? Đó. Tay trong tay. Châu cự. Nè mấy đứa mua gì cho ta rồi ta đi mua nè. Mấy bùa rau sống cũng đây. Đừng mấy đứa bé nha. Hello. Có lấy cái thơm đi. Con vui vẻ mà. Lấy cái gọt sớm nè. Mà sao nó bắt đi nữa rồi? Mắm nêm đi nè. Bọc qua đây. Bây giờ tắt bọc nè. Dạ mắm nêm luôn. Bây giờ nè. Dạ nó đọc đi rồi. Rồi 24 để lúa đi một vòng quay cá cho cả nhà xem nha. Cá ở chợ Lấp Giò. Thì mình nấu gì mà? Ở đây để chiên ạch cua đó. Cá mình nấu luôn rồi đó. Dạ. Con đi một vòng cho cả nhà xem chợ cá. Dạ. Đại má hả? Để chiên ăn cơm á chứ không phải là nấu hả? Ừ thì để mình ăn cơm. Chiên cơm. Chuyến này má Sáu về chơi với anh em hơi lâu nha.
rồi chị Giang thì chặn trước mà má hai ở lại chơi với má Sáu luôn. Này theo nó không cô, đã theo nó vừa vừa lấy cho đùm này đi. Bèo mày có nhà mà. Thì không có đâu. Làm vội á. Mua sẵn cho mua dưới sông nè. Để mai ai đi chợ nữa. Lấy ra đi. Còn cầm lấy luôn coi không? Hả? Còn cầm. Ôi nhiều lắm mày cô ơi. Nhiều lắm mày. Có 80 nghìn. Rồi bên đây nhiều. Cho bao nhiêu tiền à? Cùng 260. Heo giờ mắc chứ. Đặt danh cầm về dội gì còn hơn thì quên rồi cắt sạch đi lắp bút thì còn nhiều nữa rồi đây nhiêu quá rồi bỏ vô luôn rồi ơi con có heo quay miếng được không có miếng thì mướn đi thôi được rồi. Thôi được rồi, giờ mua gì được rồi má ơi, đi. Có cái thơm hả? Nữa. Thôi mà những người chị không có mua chứ không biết. Không biết, phải mua miếng nhỏ thôi không? Là chiên nước mắm. Thật lạ. Thơm đó vui. Ăn gì cho hết. Đó vui rồi. Rồi, vô đây thôi. Chợ quê là vậy cả nhà, đồ đồng nhóc hết trơn. Cho cái hành lá vô nha. Dưa leo, khổ qua, kẹo, cà gió, bí đao, bí đỏ, khoai ngọt, củ su, cà rốt, củ sắn, tùm lum, bắp cải, hành, tiêu, ớt, cũng ngọt. Vô. Không ba bốn chục rồi. Đâu hôm đâu. Hôm đây rồi. Đâu rồi. Rồi hành cá cây. Hành cá khỏi mua đi, đồ ăn dữ lắm nhiều rồi. Đi dạo rồi đó giờ. Dạ đi dạo đi, dạo chơi ha. Mấy chị đó là mối quen của anh em lúa. Đi qua đây coi cái đồng chơi mất. Cũng lúa à. Dạ thôi. Hén lắm rồi. Ớt. Ớt à? Ừ. Đây con nhập mấy con thèo rồi mua ớt. Ớt không? Đây là bà chị quen, lần nào ra cũng ghé chị. Dạ. Dạ. Nói thiệt. Nói thiệt tình nha. Thiệt, chậm tư đó, đây cho chậm tư đó, chắc là vô mừng chết luôn rồi. Rồi, lần vô đi. Một ký thôi nha. Một ký thôi chị. Ký tám thì mẹ hả? Không, một ký thôi. Ký rồi. Đồ ăn vô lắm nhiều rồi. Thấy gì bỏ bọc của mấy anh em của con làm. Lúc mừng á nhạy cảm lúc không quay cho cả nhà xem được mình đi vòng vòng. Chợ này á mà mình đi sớm á mình kiếm mấy cá mà mình tha hầm á cả nhà. Mình mua gì mình ha hầm đã luôn. Đây là cá cô giỏ trà nè. Con cá này á về tha hầm mình thấy là đúng thừ luôn cả nhà. Mà đem ra đây thì nó chết hết rồi. Cái còn sống á mình ha hầm ngon. Vì mấy cá trà đó mình ha hầm màu lớn lắm. Cái đếm nó cá cóc nhỏ nhỏ không. Đây là cá sơn nè cả nhà. Cô, cái này cá sơn phải không cô? Cá sơn chứ. Hết cá sơn. Cá sơn bự ghê không cả nhà. Ba thêm một con nó 2 kg. Hai gì vậy?
cá chê dừa. Quay cho cả nhà xem. Cái gì này, cái gì vàng phải không chị? Cái gì vàng á. Cái gì vàng huyền thoại nè cả nhà. Chợ ở đây bán rất là nhiều cá, đặc biệt là cá đồng với cá sông á, cá sông lớn. Bên kia là cá bóng tượng nè. Các bạn thấy không? Cỡ này là ăn mới ngon, còn cái nhỏ nhỏ là có hành bạch hải cũng ngon. Hầu như là anh em ra đây quay rất là nhiều lần, mấy chị ở đây cũng biết anh em luôn. Ớt ra xong rồi cả nhà ơi, nãy nhạy cảm luôn, không quay cho cả nhà xem. Vậy thôi, không có đường phèn nữa. Bác Sáu nói vài bữa nó xuống chơi nữa không anh đó. Ở đây á, hàng cá riêng nè, hàng thịt riêng nè, rồi hàng đồ rẫy riêng. Về nó con muốn ăn sao là nó làm vậy. Giờ cứ mắt khó đâu bò cho ông Cam vậy. Cho nửa ký đường phèn đi. Ký thành nửa ký đường phèn đi. Đường phèn. Hôm nãy bên kia mấy chị có mua chưa? Mua gì? Đường phèn á. Phèn chưa nó mua. Làm sao nó nhớ đồ này đâu. Ký 20 ngàn có đáng nhìn không? Ký. Nhà có chanh không? Dạ. Chanh. Có. Hôm qua mua rồi, đâu có rồi. Chanh là gì? Mà để đó điện thoại tụi con đi hái nhiều lắm. Vậy hả? Dạ. Chanh nó thèm. Nó nghe xong ăn rộng rạo nó hiểu. Về con mà mua bông ngôi cho muốn nữa là thôi khỏi. Thì hổng ta đi với tính là mua, còn có bó mua vợ trộn không có ăn đó. Dạ yeah. Đồ phèn chắc chắn không? Tội quá. Có phải chị không hay là hai em á? Có phải chị nhập, không? Chậm đó mình răng. Nó biểu lệ về mặt cá. Thầy lấy cái bọc bên đây, chị Nga rồi bỏ thằng ra. Rồi. Rồi, đi. Về cái nhà đi. Về má Sáu sẽ nấu cái món phá lâu bò. Tại vì chị Giang á, chị muốn biết cái cách thức mà của má Sáu nấu cái phá lâu bò cả nhà. Chị ơi! Không, không. Nó thiệt giá nha. Dạ nó thiệt luôn á, 55 ngàn đó. Không nó thích luôn. Rồi rồi. Ở quê mà anh. Đây đi em cầm cho. Dạ. Có 5 ngàn đi. Có giấy 5 ngàn trong quá. Đây nè 5 ngàn sao rút. Có. À bằng con thời ấy 50. Trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha anh trai. Dạ. Bấm đi chị, cảnh đi anh chị. Hiểu lắm đồ rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đồ chơi. Rồi, mình về cả nhà ơi. Má Sáu sẽ nấu phá lấu cho chị Giang học cách. Vậy thôi.